Xin kính chào quý vị. Nếu như trong các chương trình Net Zero cuộc đua về không trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị những nỗ lực chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp, các cá nhân, thì nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của cả một thành phố. Những tòa nhà với thiết kế lớp cách nhiệt hay xe điện từ trường không người lái là những hình ảnh đặc trưng với mọi du khách khi đến với thành phố xanh Mazda. Được sáng lập vào năm 2008, Mazda là một sáng kiến nằm trong tầm nhìn về chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch của chính phủ UAE. Hãy cùng phóng viên Điệp Anh của chúng tôi tìm hiểu những điều thú vị tại thành phố này ngay sau đây. Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại thành phố Mazda thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, được xây dựng với mục tiêu là sẽ trở thành một thành phố sinh thái hàng đầu ở trên thế giới. Nếu như mà chúng ta tham quan các tiểu vương tại UAE, ví dụ như là Dubai hay là Abu Dhabi, thì sẽ thấy những tòa nhà cao chọc trời. Thế nhưng mà ở đây thì chỉ có những cái tòa nhà thấp như thế này thôi. Và ví dụ như là ở trong những cái lối thiết kế thông thường và kể cả ngay ở Việt Nam của chúng ta cũng thế thôi. Ở khi mà xây một tòa nhà thì mình sẽ làm như thế nào để cái tòa nhà đấy có thể đón được nhiều ánh nắng mặt trời nhất có thể. Thế nhưng mà điều khác biệt ở đây là phương châm thiết kế của họ là làm thế nào để có thể chắn được tối đa lượng ánh nắng mặt trời chiếu vào trong ngôi nhà. Và với cái phương châm thiết kế như vậy thì họ đã thiết kế những tấm pin năng lượng mặt trời đặt ở trên mái nhà, vừa có thể giúp hạ nhiệt độ ở trong nhà và đồng thời thì cũng có thể đón nhiều ánh nắng mặt trời nhất có thể để phục vụ cho nhu cầu năng lượng tái tạo. 200 MW là mức tiêu thụ điện năng cao nhất tại Mazda City, thay vì 800 MW là mức phổ biến của các thành phố thông thường có cùng quy mô. Có rất nhiều ý tưởng để giúp Mazda City xanh hơn, ví dụ như là cửa sổ của các tòa nhà ở đây không quá lớn, chúng còn được che chắn bằng công nghệ cách nhiệt. Ngoài ra, các vật liệu xây dựng cũng cách nhiệt, đảm bảo hiệu quả và thân thiện nhất để giảm nhiệt độ bên trong tòa nhà. Chúng tôi đang xây dựng 5 tòa nhà trung hòa năng lượng tại Mazda City. 3 tòa nhà đang trong quá trình xây dựng, 2 tòa nhà còn lại đã được đi vào hoạt động. Tổng năng lượng mà những tòa nhà này tạo ra lớn hơn lượng năng lượng sử dụng. Xe chạy xăng dầu cũng là thứ hiếm thấy ở Mazda City. Thay vào đó là những chiếc xe điện từ trường không người lái. Thế nhưng chính người UAE cũng phải thừa nhận, nó không phải là loại công nghệ có thể nhân rộng và khả thi ở bất kỳ đâu. Chiếc xe này chính xác là không phù hợp ở mọi môi trường đô thị, vì nó cần một loại nam châm từ trường hút vào mặt đường để di chuyển. Khi chúng tôi bắt đầu sản xuất nó vào năm 2010, đây là chiếc xe không người lái tiên tiến nhất lúc đó. Chúng ta có thể tham khảo những công nghệ mới hơn trên thế giới hiện nay. Qua gần 20 năm, đến nay có khoảng 15.000 người sinh sống và làm việc tại Mazda. 1/3 trong số đó là cư dân sinh sống. Mức độ phát triển này được xem là chậm hơn so với kỳ vọng. Tôi nghĩ vẫn còn khá nhiều điều không chắc chắn xung quanh các thành phố thông minh. Trên thực tế, sự đón nhận của cộng đồng cũng không cao, khi dân số hay số lượng doanh nghiệp ở đây còn ít. Tất nhiên, ở một vài khía cạnh như là năng lượng, nước, thì thành phố thông minh có thể mang lại hiệu quả. Nhưng chúng có thể tạo ra những tác dụng ngược khi thúc đẩy sử dụng nhiều hơn. Với kinh phí đầu tư 22 tỷ đô la Mỹ, giới chức Mazda City cũng thừa nhận biến nơi đây trở thành hình mẫu về một thành phố xanh, đáng sống, vẫn còn là bài toán dài hạn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa trong tương lai. Thế nhưng dù sao đi nữa, những bước tiến của nó vẫn góp phần giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Giao thông vận tải chiếm đến gần 1/4 tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Do đó, việc chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực này đang được các quốc gia ưu tiên. Và đó không phải là nỗ lực của bất kỳ một quốc gia nào mà đòi hỏi chúng ta cùng chung bước. Từ những chiếc xe điện từ trường tại thành phố Mazda UAE như chúng ta vừa theo dõi, đến những loại xe sử dụng nhiên liệu xanh như xe chạy điện, xe hydrogen. Tuần vừa qua, chiếc phà chở khách thương mại chạy bằng nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới đã bắt đầu hoạt động trên vịnh San Francisco, bang California của Mỹ. Đây là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực loại bỏ dần các tàu chạy bằng động cơ diesel, góp phần giảm thiểu lượng khí thải nhà kính của ngành vận tải biển.
trong tiểu mục Zero to Hero, tạm dịch là từ người bình thường trở thành người anh hùng. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ những con người đã thiết kế và đang vận hành chiếc phà đặc biệt hướng đến giao thông bền vững này. Chiếc phà được đặt tên là MVC Change, có chiều dài 21m và sức chứa tối đa 75 hành khách. Phà sẽ hoạt động giữa bến 41 và bến phà trung tâm thành phố San Francisco, mang đến cho người dân và du khách một phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường. So với các phà chạy bằng động cơ diesel truyền thống, MVC Change mang đến nhiều ưu điểm vượt trội. Thân thiện với môi trường, phà sử dụng nhiên liệu hydro, không phát thải khí nhà kính ra môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Hoạt động êm ái, hệ thống động cơ điện của phà vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và rung lắc, mang lại trải nghiệm di chuyển thoải mái cho hành khách. Hiệu suất cao, phà có thể di chuyển khoảng 300 hải lý, tức là khoảng 556 km và hoạt động trong 16 giờ trước khi cần nạp thêm nhiên liệu. MV Sea Change là chiếc phà chở khách thương mại chạy bằng nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng những chiếc phà lớn và nhanh hơn nữa. Nhiên liệu hydrogen sẽ giúp phương tiện này chạy quãng đường dài hơn. Ngành vận tải biển đang chịu trách nhiệm cho 3% lượng khí thải nhà kính trên thế giới. Nếu chúng ta có thể chuyển đổi những con tàu khổng lồ đi biển từ nhiên liệu diesel sang hydro, thì đó sẽ là một bước tiến rất lớn. Để khuyến khích người sử dụng dịch vụ mới này, MVC Change sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí trong 6 tháng đầu tiên hoạt động. Sau thời gian này, giá vé sẽ được áp dụng theo quy định. Những người bảo vệ môi trường hy vọng pin nhiên liệu hydro sẽ sớm có thể cung cấp năng lượng cho tàu container. Không như pin thông thường, pin nhiên liệu hydro có thể liên tục sản sinh ra điện, chừng nào nguyên liệu oxy và hydro vẫn còn. Không những thế, pin hydro không xảy ra phản ứng đốt cháy nhiên liệu, hầu như không gây ra tiếng ồn trong quá trình sản xuất điện. Hệ thống pin nhiên liệu hydro là nguồn sản xuất điện sạch và không phát ra các chất thải gây ô nhiễm. Khí thải từ nhiên liệu hóa thạch tiếp tục làm nóng bầu khí quyển của trái đất. Do vậy, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang nhiên liệu hydro làm nguồn năng lượng cho xe cộ, sản xuất và phát điện. Chính phủ Mỹ cũng đã cung cấp 8 tỷ đô la Mỹ để thu hút các ngành công nghiệp, kỹ sư và nhà quy hoạch của các quốc gia tìm ra cách sản xuất và cung cấp hydro sạch. It will take a variety of solutions to achieve this goal. Quý vị nếu có câu chuyện nào muốn chia sẻ, hãy liên hệ với chúng tôi qua các nền tảng số của VTV Money. Xin chào và hẹn gặp lại. Hơn 30 năm uy tín, Hòa Phát mang đến máy lọc nước sạch chuyên sâu, công nghệ tấm màng từ Mỹ, lọc sạch khuẩn, thêm khoáng chất, nước sạch chuẩn quốc gia, trao sức khỏe bền lâu đến mọi nhà. Máy lọc nước Hòa Phát bền bỉ, trao nước sạch.